Xin chào tất cả các bác và các anh em. Em mới nhận được một chiếc băng số Siso VS510 của chú em Hà Tĩnh gửi đến anh Trình. Chú em này đang sử dụng hai đôi loa, một đôi 30 và một đôi 25. Thì một chiếc băng số nhiều chức năng như là chiếc băng số Siso. Đây là Siso 3D510 này. Đây là chiếc băng số của chú em Hà Tĩnh gửi đến anh Trình, là chiếc có cái tên là Mo Cho Lo 3D510. Thì đối với một chiếc băng số mà nó nhiều chức năng và cái chip đời cao thì nó rất nhiều mục để mà căn chỉnh. Thế cho nên là khi mà em giới thiệu bán băng số ấy, thì em cũng chẳng cần phải mở ruột gan hay là giới thiệu các anh em về cái chip hay là cái RAM hay là cái vi xử lý, mà nó liên quan đến nhiều phần trên một chiếc băng số. Một chiếc băng số nhiều chức năng và khá hay thì phải gặp cái người làm kỹ thì mới hay được. Chứ còn nếu như mà căn chỉnh thế này ấy, thì không sử dụng đâu. Cho nên nhiều khi các anh em á, là bỏ tiền ra đầu tư vào loa và mic vừa đẩy rất nhiều, nhưng mà lại chưa đầu tư vào một chiếc băng hay. Và khi đầu tư được một chiếc băng hay rồi ấy, thì cái việc căn chỉnh nó lại là một vấn đề. Thì đây là một cái cấu hình số 1 này. 1, 2, 6. Từ từ đã. Để cho âm lượng nó cân bằng đã. À, cái này không. Đây là cái mic này đang là 10 nhưng nó nhỏ. Bây giờ để nó 30 nhé. Đây là cái cấu hình cũ này. Để 30 này. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Cái effect ấy nó như kiểu nghẹt mũi mà, thế thì cho nên rằng là nó khó như vậy. Tiếp đến là cái chế độ số 2 này, cũng để cái mic lên 30 này. 1 2 3 4 5 6 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Nghe đanh đanh như thế này, effect thiếu cái độ nhuần nhuyễn. Chế độ 3 này. Chế độ 3 để lên 30 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Như thế này làm sao sử dụng được? Ở đôi khi các anh em bỏ rất nhiều tiền vào loa vào mic vừa đẩy, nhưng một chiếc vang số làm không hay. Vang số là bụi trộn mà. Bây giờ sẽ là thử chế độ của em cũng để về mic 30 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6. Các bác thấy rằng là làm một chiếc vang số mà nhiều chức năng thì từ effect đổ vào này, giải quay dơ này, cho đến chế độ noise gate này, noise gate của mic của nhạc này, thế rồi là cái vấn đề về cái tổng, cái dòng vang số mà cho phép chúng ta là thay đổi về cái ngoài cái echo gì vật rồi, nó còn cái tổng là rất khó khăn. Thế rồi đầu ra, cái đầu ra này là cái tỷ lệ echo gì vật này, chế độ tỷ lệ echo gì vật này, cái music đầu ra này, chế độ fatune này, chế độ fatune. Những chiếc vang số đời cao của Siso ấy, nó có fatune này, thế rồi có cái location này. Đây có cái location này. Rất nhiều phần nhiều mục thì mới có một chiếc vang số hay. Thế rồi cái chế độ limit compressor này, chế độ limit compressor thì cũng thử qua để cho chú em này chú thấy được rằng là giữa cái cũ và cái mới nó như thế nào. Đây là cái cũ này. Cái cũ. Đây. Để lên 30 này. Cái cũ thì không làm cái compressor nhé. 1 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4 7 7 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Với cái chất âm mà nó đanh như mà nó thiếu độ dẻo, độ nhuyễn thì khó hát rồi. Karaoke thì nó đòi hỏi cái độ mềm dẻo, độ nhuyễn và độ trung thực nữa. Đây. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6. Thì cũng test thử qua để cho chú em ở Hà Tĩnh này có thể yên tâm là sau khi mà nhận lại chiếc vang Siso OS510 thì chắc chắn là sẽ có 4 chế độ khá hay, và sẽ có 2 đường mic riêng biệt, và mỗi đường mic là sẽ có 4 chế độ effect khác nhau.